và bà các bạn. Và bà hoa đổ thiên nhiên đấy. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cao thủ múa ba ba nhé, cực nhanh. Ui. Ui, nó cắn. Cái này này mà nó đớp phát vào tay là xong luôn đấy. Ừ, không thì cho nó ra cái nồi rộng. Đây bây giờ bắt đầu mổ ba ba này. Các bạn đặt ngửa nên nó mới thò cái đầu ra là túm cổ nè. Rồi, ok. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái món đặc biệt có 102, đó là dồi ba ba. Đây mình lấy tiết để nhồi lòng. Nó vẫn sống rồi, bây giờ mà thò tay vào là nó đớp ấy. Các bạn nhìn thấy cái hàm không? Cái ba ba này mình sẽ đặt nó nằm ngửa ra, nó thò đầu ra là mình túm đầu, mình chặt ngang cổ. Đấy, là máu nó sẽ đọng lại ở trong phía trong này, tiết nó đọng lại trong phía trong này, mình sẽ dựng ngược nó lên là hứng tiết ở trong đó, xong đó sau đó là mình sẽ đổ ra. Đấy, bây giờ mình sẽ dùng nước nóng để mình phần lông. Lấy cái màng, vặt cái màng bên ngoài con ba ba. Đấy, cái màng này các bạn. Đấy, mình dùng nước nóng rồi vặt bóc hết cái màng bên ngoài nó ra. Con gì đây Hùng? Ba ba. Có đúng ba ba à? Có. Con này là con rùa. Rùa đâu? Rùa hay ba ba? Con này có ấy. Con rùa mà. Anh kiểm anh Hùng đây này. Không. À con ba ba mà. Con này có cân thôi. Này, sau khi đã vặt lông xong thì mình sẽ rửa sạch tiến hành mổ. Bây giờ sẽ bắt đầu tiến hành mổ ba ba các bạn. Tiên là sẽ bỏ cái đầu ra để làm sạch, rửa sạch cái đầu. Đầu đi thì nó được bữa. Đây, cái đầu của nó phải mấy đai. Đây là cái bộ hàm ba ba các bạn. Kinh khủng không? Bây giờ mình tiến hành mổ ba ba. À, thế trưa nay nấu cái gì cho Nam? Trưa nay hay là đi cho nó một miếng? Ừ, thôi đây nè. Cái gì? Xong thì nấu cá hồi cho Nam được. Mà không chốc ở dưới cái nước này cho Nam được. Ăn cơm được. Con ăn ba ba ở? Còn nữa tôi gặp mai. Các bạn thấy mổ ba ba nhanh không? Cá mổ ba ba. Hai
thanh thống của nhà mình đây. Bống ăn ba ba không? Không. Có ăn thịt ba ba không? Có hả? Ba ba này là đã nọc được cái phần nội tạng. Đây mình sử dụng chanh để làm sạch cái lòng. Sau khi làm sạch lòng này mình sẽ để ra gọn ra một chỗ để tí nữa mình sẽ nhồi lòng sau nhé. Bây giờ mình sẽ tiến hành băm thịt ba ba. Ba ba này khá béo. Như vậy là mình băm xong thịt của con ba. Bây giờ tiến hành làm đồ để nhồi lòng nữa. Mình sẽ thái một chút ớt cho nó cay cay nha, nó ngon. Đây là mình cái mật của con ba ba này. Mật của ba là mình sẽ bóc cho vào cái thịt. Tí nữa. Con gái lấy cái gì, cầm cái gì đây? Con gái có ăn thịt ba ba không? Có. Có, nói to lên xem nào. Có. Ba ba đấy. Ba ba. Con này không? Đâu? Mình cho một ít hạt chia bắc nữa, thơm. Mình cho một ít ớt.
rồi là cho vào ướp những cái củ ba ba. Mình băm một chút cái phần nội tạng của ba ba để làm nhân để nhồi lòng. Đây là hai cái hàm của nó ba này. Đây, cái này mình sẽ bỏ mình vứt đi thôi chứ không để đây, tí nữa nhẫn vào. Mình sử dụng ít thịt lợn nữa, thịt lợn mỡ cho vào ăn cho béo. Đây mình sẽ lấy một mấy cái lá xương sông ta để cho vào nhồi lòng nhé. Bây giờ mình ra ngoài vườn mình hái thêm một ít mùi tàu, ở chỗ mình gọi là cây xương sông gai. Ở quê mình thì nói chung là rau cỏ thì ở nhà trồng hết mà, chị cũng không phải đi mua mấy. Đây là ao nhà mình, hôm nào review câu cá ao nhà mình to lắm. Đấy, bây giờ mình sẽ hái thêm một chút cái lá lốt nữa. Rồi ok, mình lấy thêm một vài củ tỏi ra để chế biến. Đấy. Đây toàn bộ gia vị để nhồi lòng này. Mình giới thiệu qua một chút, nó có ít hành tỏi, củ sả, lá lốt, húng quế, xương sông ta, xương sông gai, mùi tàu ấy. Bây giờ bắt đầu vào nhân để cái nhồi lòng ba ba này thì chắc là món đặc biệt ít ai làm. Bình thường người ta toàn bỏ cái lòng đi, nhưng cái lòng này ăn rất là ngon. Mà nó rất là dai và giòn. Đấy, đây là hạt vừng này. Mình sẽ cho thêm một chút hạt vừng vào đây cho nó thơm nhé. Như vậy tí nữa mình trộn đều lên, sau đó mình sẽ tiến hành nhồi thôi. Sau khi băm nhân xong rồi mình sẽ trộn với lại tiết và tiến hành nhồi thôi. Đầu tiên mình tiến hành mình buộc một đầu lại để nhồi. Do cái lòng ba ba này nó hơi nhỏ nên là mình sẽ phải sử dụng cái phễu này để nhồi cho nó dễ. Cái lòng ba ba này nó rất là dai nên là không sợ bị bục. Đấy, như vậy là mình đã nhồi xong cái lòng ba ba. Cái này thì mình sẽ cho, do cái lòng nó nhỏ nên mình sẽ cho luôn vào cái nồi om ba ba đây mình, để mình luộc cho nó chín nha. Đấy, đây là toàn bộ cái bộ lòng của ba ba này mình đã rồi xong rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành vào lấu thôi. Đấy, này là cái rồi ba ba này đã luộc chín rồi.
Ăn miếng luôn. Mình luôn. Thử xem ngon không? Ngon lắm.